Vụ cháy lớn nhất Cần Thơ do thiếu nước chữa cháy. Lúc 7 giờ ngày 25 tháng 2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ cho biết, từ gần nửa đêm qua đến sáng nay không còn phun nước làm mát vì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, đơn vị vẫn dự phòng 2 xe hiện tại ở hiện trường cùng hàng chục chiến sĩ. Vụ cháy công ty thương nghiệp hiệp hội Kulung Meco, khu công nghiệp Trà Nóc 1, thành phố Cần Thơ gây thiệt hại gần 6 triệu USD, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 1.200 công nhân. Đây là vụ cháy lớn nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay. Vụ cháy xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 3. Tại tầng 5, công ty Kulung Meco ở khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vụ cháy nhanh chóng lây lan sang các tầng khác ở công ty. Lúc này, gần hơn 1.200 công nhân đang làm việc, tháo chạy thoát thân. Khu vực khởi cháy có diện tích đến 1.800 m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi, khiến lửa cháy rất nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen và dày đặc và khí độc. Nhận được tin báo, 12 phương tiện cùng 180 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của các đơn vị số 1, số 2, số 3 và số 4 nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy cứu hộ cứu nạn. Đến trưa ngày 23 tháng 3, lửa cháy khủng khiếp nên Cần Thơ yêu cầu xin chi viện từ các quân khu chính, các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang. Đến 17 giờ, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Sau đó, Ủy ban thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy. Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ cho biết, do đặc điểm của đám cháy trên cao và rộng, cộng với điều kiện gió lớn gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy, lực lượng đã chia thành nhiều mũi tiếp cận. Tuy nhiên, có nhiều phòng bị khóa kín nên trinh sát khó tiếp cận đám cháy và khói kín bịt khoang giữa hai ngôi nhà. Hơn nữa, do thiếu nước nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác chữa cháy. Sau vài giờ dập tắt, đến hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát trở lại dữ dội, khiến công tác chữa cháy trở nên phức tạp hơn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương sơ tán 500 người dân quanh khu vực cháy đến nơi an toàn. 0 giờ 25 phút ngày 24 tháng 3, có 50 chiến sĩ cùng 2 xe thang, 4 xe chữa cháy và 3 tấn hóa chất của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường để tham gia hỗ trợ chữa cháy. Đến 2 giờ, ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn khiến mảng tường ở tầng 5 đổ sập, mái nhà kho Long Vũ đổ theo. Các chiến sĩ được trang bị mặt nạ chống độc và búa lớn để đến tầng 5 chữa cháy. Đến 2 giờ 30 phút, ngọn lửa vẫn còn cháy dữ dội. Cả trăm chiến sĩ chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường để dập lửa. Nhiều xe thang đang tích cực tưới nước vào đám cháy. Đến 3 giờ, một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã mạch lã, người đói bụng, người bị thương được các bác sĩ sơ cứu trên xe cứu thương. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Đến 12 giờ cùng ngày, một số xe thang đặt tại cổng chính đã bắt đầu rời khỏi vị trí chữa cháy. Bên trong hiện trường, quang cảnh đổ nát và nhiều container chứa hàng hóa do sức nóng của đám cháy bị biến dạng, méo mó và các đường gạch bê tông đổ nát. Hơn nữa, toàn bộ phần sau tòa nhà ở phía bên tay trái đã sụp đổ, gạch đá, toilet nằm ngổn ngang. Nhiều thiết bị vận hành bị hư hỏng trên thềm nhà, các kiện hàng, từng đống Long Vũ cháy đen, bay mùi khét ngạt.